mình cập nhật đường Đào Duy Anh cả nhà nhé. Đào Duy Anh cũng ngập rất là sâu luôn, từ đây đi xuống dưới kia là nó một đoạn dài luôn, hay xuống dưới chợ. Cả nhà thấy nước ở đây nó lên thấy tận nhà của bà con, có mấy cái lỗ sâu đó, bà con chống chọc, có mấy em nhỏ đang lội nước. Đây là góc gần với cầu Bao Vinh cả nhà nhé, tăng mật hồ Đào Duy Anh. Mình cập nhật cái đoạn này một chút xíu để gửi tới quý bà con cô bác. Đây, nhiều nơi ngập sâu. Đường này chắc chắn xe không có chạy được, chỉ có lội bộ thôi. Này rác thải nó vào trong nhà của bà con đó. Mấy cái cọc này là mấy cống, mấy cái lụa rất là nguy hiểm. Đào Duy Anh, Đào Duy Anh này mà chúng ta chạy dọc lên cũng tới Huỳnh Thúc Kháng rồi cả nhà. Nếu mà đi là đi lên tới Huỳnh Thúc Kháng, đến Kháng cũng ngập sâu. Vậy mình đi đến đây mình cập nhật cho bà con đoạn này, và đến đâu cập nhật đến đó. Cũng đi bộ thôi cho nên là cũng không có đi xa được. Nước nó ngập vào nhà, bây giờ nó ra lại chút xíu, bà con đang dọn dẹp. Đây, số nhà 110. Này, mấy o đang dọn dẹp mùa lũ. Nước vào nhà không o? Vào luôn hả? Vào sâu không? À, ngang cửa luôn hả? Không chả dữ. Dạ. À, có quay hả? Dạ. À, dạ đấy à. Con nhớ kênh chi không nữa? À, dạ. Dạ, cảm ơn o nhiều. Dạ, Ba Vinh, khi nãy mới quay Ba Vinh. À, dạ. Bây giờ bà con đang lội luộc. Đây, anh đang xịt nước. Đây, mấy cái kiệt nhỏ phía trong nó cũng ngập luôn cả nhà nhé. Mấy cái kiệt ở phía trong nó ngập miên man. Ở đâu này đoạn mua ngập nhiều nhất anh? Dạ, anh để đâu thì bán. Ủy ban hả? Chợ Phú Bình là ngập nhiều nhất hả? À, đây hả? Rồi, cảm ơn nhé. Ôi trời, dữ hả? Dạ. Anh lên có một cái chỗ đơn vị chính quyền địa phương á. Qua cái chỗ ni là qua 20 mét nữa. Rồi, ok, cảm ơn qua anh. Đây, qua đây vùng ni là tới. À, rồi, ok. Mấy em đang chỉ cho Bình đi lội xuống đoạn chợ Phú Bình. Khu vực chợ Phú Bình là ngập nặng á quý cô bác anh chị. Dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hello mọi người nha. À, đang coi phim. Chào bà con, chào mấy em. Đây chú bắt màn hình ở trong đi. Đây, nước trong này cũng ngập luôn. Đây khám phá lội lục bằng đi xe đạp cả nhà này. Đây là đường, một trong những con đường mà nó thường hay ngập lụt vào mùa mưa lũ, như Huỳnh Thúc Kháng nó chạy dài về đây, về chợ Phú Bình. Ok. Đấy. Quay video. Đấy. Quay video đó. Đây con phở tiết. Quay vlog. Số nhà 92 ngập vào trong luôn mọi người. Nhà cháu. Nhà cháu luôn hả? Dạ. À, thế hả? Ngập từ sông lên. Từ sông lên à? Là bên kia hả? À. Còn có kênh chi chú? Hay. Kênh chi chú? Kênh chú hả? Là Trần Minh. Chú là Trần Minh. Trần Minh Official. Đây, mọi người tiếp tục xuống với Bình đoạn như này, còn gửi Bình để cập nhật nhé. Lúc này gửi Bình cập nhật, đây là số nhà 273 này. Đây là một cái kiệt nhỏ phía trong này, các bạn nhìn ra thấy sông ở ngoài kia luôn.
Đấy, nhìn thấy sông ở ngoài kia 90 đào duyên. Bà con lời lúc gặp lúc ngồi trong á, giờ không có đi đâu được. Các bạn thấy vui không? Thấy mọi người lội ra ngoài để xem lục. Đây thì nước nó cũng không cao lắm, cho nên là mấy em cũng tranh thủ đi ra ngoài. Không cao là vì là nước rút rồi đó mọi người, chứ không phải là nước không cao. Đây là nước nó rút xuống rồi cho nên là nó cạn hơn bình thường. Này có một cái trường bán máy bơm nước, mùa này rất là cần thiết. Máy bơm nước đường Hoàng Xuân, Hoàng Xuân Hải. Hello chào cả nhà nhá. Mọi người có nhà 80 đào duyên. Dạ dạ, hello anh. Hello mọi người nhá. Dạ dạ rồi, ok anh. Dạ vui quá, vui luôn. Dạ, ở đây đoạn này nó cạn, nó có một cái dốc cao cho nên mọi con đứng ở đây xem. Còn bên này nó thấp hơn nè, góc ngã ba thấp. Bên này Hoàng Xuân Hãng cả nhà, có một đường nhỏ trong kia là đường Hoàng Xuân Hãng. Tới đầu này tiếp tục ngập nữa. Tới nay ngập sâu không chú? À, đi được hả? Dạ. Đi qua chỗ này là con đoạn muốn ngập nữa không? Nên chờ luôn là ngập trên kia nữa. À dạ. Rồi con cảm ơn chú. Kênh chú hả? Là Trần Minh Official. Đây bà con đường là đào dân. Dạ ok anh. Dạ. Đây nước ngoài sông vào. Dạ. Nước ngoài sông đi vào này. Đây, em bé lội ngoài vào. 263 đào duyên này. Thuận Lộc thành phố Huế. Siêu thị Happy. Rồi chúng ta đi qua đây là một cái đoạn chợ Phú Bình cả nhà nhé. Đi qua đoạn này là chợ Phú Bình. Đoạn này cũng là ngập khá là sâu. Bác lội dưới kia lên mình ngập nhiều không? Ngập nhiều hả? À. Này có ôn lội ra giữa này. Có một chiếc ghe, mấy chiếc ghe ở đây này. Đấy, có hai chiếc ghe ở đây. Hai chiếc ghe gỗ này. Mấy chiếc ghe này rất là thuận tiện, nó mùa mưa lũ luôn cả nhà. Có mấy chiếc ghe này thì đỡ lắm. Ui trời, nước này nước chảy ra sông. Đoạn thì nước chảy ra sông, đoạn thì nước sông chảy vào. Đây cũng là nước sông Bạch Đằng nó chảy về cả nhà. Sông Bạch Đằng chảy về đường Huỳnh Thúc Kháng này. Bên này là Huỳnh Thúc Kháng về đào duyên, còn bên kia là